Vâng, xin chào anh chị. Những người nhà kinh doanh offline và những người muốn đưa công việc kinh doanh lên online, lên internet, chẳng hạn như hiện tại như tôi đang đứng ở ngoài trời này, tôi với một bộ mic trên tay và với một chiếc điện thoại này, tôi có thể làm những video bán hàng cũng như là chăm sóc khách hàng, để tôi có thể bất cứ ở đâu tôi có thể làm có những video để truyền tải những thông điệp đến khách hàng của tôi. Và những người muốn mua sản phẩm và muốn đạt được cái lợi ích từ cái sản phẩm của tôi cung cấp cho họ, chẳng hạn nhá, như là tôi đang cung cấp những cái bộ mic này, sắp tới là 1-2 ngày sẽ ra mắt sản phẩm này thôi. Những bộ mic này giúp cho anh chị em ở môi trường gió và môi trường ồn không bị như là tiếng gió, tiếng ồn, và hết pin có thể sử dụng đốc sạc này, và nó hiển thị phần trăm pin ở đây, nên rõ, đây rất là rõ ràng anh chị em ạ. Đấy, hiển thị phần trăm pin, có vạch pin báo đàng hoàng đấy, và thời lượng pin rất là dài và tiếng lọc âm rất là ok. Nếu mà anh chị em không có những chiếc mic như vậy ấy, thì những âm thanh khó chịu xung quanh ảnh hưởng rất là nhiều chất lượng video của anh chị em, dẫn đến cái việc mà kinh doanh của chúng ta ở trên các cái nền tảng online như là TikTok, Shopee hay là Lazada hay là Facebook bằng marketing bằng video trở nên khó khăn hơn đấy. Nên những nhà kinh doanh offline hay những người kinh doanh muốn đưa công việc lên online cần phải có những thiết bị là chiếc mic này, và chúng tôi sẽ ra mắt vào những ngày sắp tới. Nên anh chị em hãy đặt hàng và hãy xem cái tính năng của sản phẩm này ở bên dưới để có thể có ngay những cái công cụ để hỗ trợ anh chị em việc cái công việc anh chị em có thể đưa lên online, cũng như là giúp cho chúng ta tiếp cận nhiều khách hàng hơn và chi phí thấp hơn, không phải thuê mặt bằng, không phải đau đầu về việc mà có cần nhiều nhân viên marketing đấy. Anh chị em muốn đặt câu hỏi thì hãy comment dưới và xem cái đường link của cái sản phẩm mic hỗ trợ anh chị em làm video này tôi sẽ ra mắt anh chị em nhé. Vâng, cảm ơn chị em nhiều.